Rồi, tiếp tục video chiều nay mình giao lưu cho các bạn một cái cá mài dầu rin hoa đẹp. Thì cái này tổng thể chiều cao của nó là 1 mét, bề rộng cũng gần 1 mét luôn. Rồi, phần thân nó rơi vào tầm 18 nha anh em, 18. Đây nó có một cái u nó nhọn lên phần gốc đế nó này, rất là hay, u bự, không? Bình thường lớn. Không có lao lép tay cành nào hết nha anh em. Rồi mình quay bên trên cho anh em xem nha. Đấy. Không. Rồi thì cái này mình muốn giao lưu cho anh em là giá 2 triệu rưỡi nha anh em. Giá mình báo là giá tại vườn hết, mình không có bao cước nha anh em. Tại lấy giá rẻ mà mình không có bao cước. Giá 2 triệu rưỡi nha anh em. Nếu anh em nào mà muốn từ ship từ Bình Định ra Đà Nẵng hoặc là khu vực từ Bình Định vào Kiên Giang thì mình nếu mà ship được dọc quốc lộ xe tải là nó tiền cước nó dao động từ 500 trở lại nha anh em. Đó là cước xe. Cước xe tải thì 500 trở lại, điểm xe nhất là 500, còn gần gần thì dưới 500 nha anh em. Đó, thì mình báo cước cho anh em dễ hình dung. Chứ đôi khi mình nếu mà để báo giá thì đôi khi lấy cước nó còn cao hơn so với mình báo nữa. Rồi thì giá mình báo giá tại vườn là 2 triệu rưỡi nha anh em. Anh em muốn giao lưu bao cước hay không bao cước thì liên hệ mình nha. Cái này gốc đỡ rất đẹp nha anh em. Như đỡ rỡ rất dữ. Cái rỡ nhỏ nó lại như ngón tay cái trở lên rồi không? Gốc củ đẹp kiểu đây nè, rất đẻ không, đẹp sọt nè, đẹp sọt nha anh em. Cái này dao bông đẹp, bông rất là mịn, dòng mai hương thì nó nhụy rất là thơm. Rồi xin chào ha.